Tôi là bác sĩ Lương Hoàng Long, hôm nay xin thay mặt cho phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Lâm, bộ môn dị ứng miễn dịch lâm sàng Đại học Y Hà Nội và khoa dị ứng miễn dịch da liễu bệnh viện E, xin trình bày một trường hợp ca bệnh hiếm, đó là ca bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh tăng IgE hay còn gọi là hội chứng JOB. Tôi xin phép được mở đầu bằng tổng quan bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh nguyên phát. Và suy giảm miễn dịch bẩm sinh nguyên phát hay còn gọi là suy giảm miễn dịch vô căn thì ngày xưa hay gọi là suy giảm miễn dịch bẩm sinh vô căn vì chúng ta chưa biết được các cái yếu tố liên quan hay là chưa biết được nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên gần đây với cái sự phát triển của khoa học công nghệ và các kỹ thuật giải trình tự gen, chúng ta đã biết rằng suy giảm miễn dịch bẩm sinh thường được gây ra bởi các cái sai hỏng di truyền ở mức độ nhiễm sắc thể, giả sử cho như trong hội chứng DiGeorge mất cánh dài của nhiễm sắc thể 22 hay là các cái sai hỏng về gen khác. Và theo Hiệp hội Huyết học Châu Âu AGCP-SH năm 2015 thì đã phân loại bệnh thành 4 nhóm chính. Đấy là suy giảm miễn dịch kết hợp, trong đó có SCID và CVID. Thì hai nhóm bệnh này, những cái nhóm bệnh này thì thường được gặp nhất do cái biểu hiện lâm sàng của nó rất là rõ rệt và đa dạng. Và thường là bệnh nhân thường có mắc những cái suy giảm miễn dịch ở thời kỳ bẩm sinh. Cái thứ hai là có các cái suy giảm hemoglobin huyết thanh, thì cái triệu chứng lâm sàng thường ít được nhận ra hơn và thường khởi phát muộn hơn. Hay những cái rối loạn sửa chữa DNA cũng được cho vào trong những cái gọi là hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh, do là có thể gây ra những cái yếu tố như là ung thư hóa, trong đấy như có những cái như là ung thư lympho T, ung thư lympho B, và ngoài ra còn những cái rối loạn điều hòa miễn dịch, trong đấy là sai hỏng ở những cái cấu phần liên quan đến điều hòa cái chức năng miễn dịch, có thể gây ra những cái rối loạn miễn dịch ở khởi phát sớm hoặc khởi phát muộn. Quay lại với hội chứng tăng IgE thì bệnh được mô tả lần đầu tiên bởi Davis năm 1966, nhưng thay vì đặt tên của ông ta vào trong bệnh lý này như các cái tác giả khác thì ông ta đặt tên hội chứng là hội chứng Jobs. Jobs là một cái nhân vật được mô tả ở trong Kinh Thánh rất là điển hình, đó là bị quỷ dữ khiến cho làn da sẩn ngứa đau đớn rất là nhiều. Và hội chứng cường IgE bẩm sinh là một cái hội chứng suy giảm miễn dịch di truyền được cho vào trong nhóm bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp, do có những cái đặc thù rất là đa dạng, tức là vừa có cái rối loạn điều hòa miễn dịch, vừa có cái thay đổi về mặt hemoglobin huyết thanh, cũng như là có cái suy giảm miễn dịch từ khởi phát sớm. Và hội chứng cường IgE là một hội chứng suy giảm được chia thành hai thể lâm sàng lớn, đấy là thể lâm sàng trội và thể lâm sàng lặng, với những cái đột biến gen khác nhau và đặc trưng bởi cái nồng độ IgE huyết thanh cao, cũng như là thay đổi về là tăng các cái yếu tố là tăng bạch cầu ái toan. Và bệnh gọi là một bệnh đặc biệt hiếm với tỷ lệ mắc nhỏ hơn 1 trên 1 triệu người, 1 triệu trẻ đẻ ra. Tôi xin không nói đến dữ liệu về bệnh lý hiếm, nhưng mà nói chung là trên 8.000 bệnh lý hiếm được phát hiện ở trên thế giới thì trong đấy thì có 80% là có yếu tố di truyền. Trong đấy thì các cái bệnh lý liên quan đến rối loạn miễn dịch bẩm sinh thì chiếm trên 550 bệnh. Và những bệnh nhân này thì thường phải trải qua một cái gọi là cuộc trường chinh đi tìm chẩn đoán, trong đấy bệnh nhân phải mất từ 5 đến 10 năm và trải qua rất nhiều chẩn đoán sai, rất nhiều cái điều trị sai lầm thì mới có thể tìm được cái chẩn đoán đúng của mình. Và rất may mắn đối với bệnh lý hội chứng tăng IgE bẩm sinh thì năm 2012 thì NIH, tức là Viện Sức khỏe Mỹ, thì đã đề ra một cái tiêu chuẩn chẩn đoán, bộ tiêu chuẩn chẩn đoán bao gồm 20 chỉ mục, bao gồm các cái chỉ số quan trọng như là IgE huyết thanh, bạch cầu ái toan hay là các triệu chứng lâm sàng, và đặc biệt là có những cái biến dạng điển hình về khuôn mặt mà chúng ta có thể nhận ra, các bác sĩ lâm sàng có thể nhận ra ở trên lâm sàng. Tôi xin đi vào báo cáo ca bệnh. Thì đây là một bệnh nhân nam đến với chúng tôi lúc 19 tuổi và vào viện vì một cái tình trạng diễn ra cơ địa nặng. Và tuy nhiên thì khi mà chúng tôi gặp thì chúng tôi nhận ra là bệnh nhân có một cái hình thái khuôn mặt rất là bất thường. Và tiền sử của bệnh nhân có một cái đặc biệt là rất nhiều các đợt nhiễm trùng phổi, rất nhiều các đợt nhiễm trùng da tái đi tái lại hàng năm, và đồng thời là bệnh nhân có tiền sử hen và tiền sử dị ứng viêm da cơ địa rất là nặng và điều trị rất nhiều đợt ở bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện da liễu Trung ương đều không có cải thiện. Và ở đây trên khuôn mặt của bệnh nhân thì có thể thấy để ý thấy là đây là trên cái facial, tức là cái biến dạng khuôn mặt của bệnh nhân, thì có cái hình ảnh là cái vòm trán rất là rộng, đồng thời là cái mắt gần nhau, đồng thời là cái mũi có thể thấy rất là to và cái khẩu cái cao. Đồng thời là bệnh nhân có cái hình ảnh là suy giảm chức năng hô hấp và suy giảm chức năng ở trên đánh giá chức năng hô hấp ở trên hình ảnh X quang phổi, đồng thời với tình trạng là đấy, loãng xương nặng, và T score ở cột sống thắt lưng là -2,5 và T score ở cổ xương đùi là -2,4, và bệnh nhân này có nguy cơ gãy xương cao. Và đánh giá theo thang điểm NIH thì chúng tôi đánh giá được điểm là 64,
Và theo thang điểm này thì trên 15 điểm thì đã được coi là có nguy cơ cao mắc hội chứng IgE bẩm sinh, và trên 40 điểm đã được gần như là chẩn đoán xác định trên lâm sàng là có hội chứng cường IgE bẩm sinh rồi. Và chính vì vậy chúng tôi sẽ quyết định là trên bệnh nhân này chúng tôi đi thêm một bước nữa, đi xa một bước nữa, đấy là tiến hành là giải trình tự gen. Thì ở bệnh lý căng IgE bẩm sinh thì thường là đột biến trên một gen là STAT3. Tuy nhiên thì để mà đề phòng là có bệnh nhân có xảy ra những cái đột biến ở trên những cái gen khác thì chúng tôi thực hiện là giải trình tự toàn bộ hệ gen. Thì khi mà giải trình tự toàn bộ hệ gen thì chúng tôi sẽ đánh giá được toàn bộ 20.000 gen gây bệnh, và trong đấy thì có khoảng 100 gen liên quan đến miễn dịch, thì chúng tôi có thể đánh giá được và xác định được rằng là rất may mắn là bệnh nhân này là không có, nếu mà chúng tôi đi theo cái quyết định ban đầu là chỉ giải trình tự một gen ban đầu tiên thôi thì chúng tôi sẽ không thể nào tìm ra bệnh nhân này bị đột biến ở trên gen interleukin 4 R, tức là thụ thể của interleukin 4. Và chúng tôi đã gửi kết quả này sang Viện Sức khỏe Hoa Kỳ ở Mỹ và Hiệp hội Bệnh hiếm để mà đánh giá xem là cái nguy cơ gây bệnh của đột biến này ra sao và xác định được đây là đột biến gây bệnh. Và cái cơ chế bệnh sinh của cái hội chứng cường IgE bẩm sinh này là thế nào, thì khi mà bệnh nhân bị rối loạn ở cái vị trí là thụ thể của interleukin 4 như vậy thì bệnh nhân sẽ dẫn đến cái dạng là chuyển dạng lympho bào, thì tế bào lympho sẽ chỉ sản xuất ra dòng tế bào beta sản xuất IgE, như thế sẽ gây ra cạn kiệt cái dòng tế bào lympho khác, sẽ giảm các cái immunoglobulin huyết thanh khác và dẫn đến là suy giảm miễn dịch ở bệnh nhân. Và chúng tôi sẽ lựa chọn là điều trị cho bệnh nhân này như thế nào. Thì hiện tại thì bệnh này chưa có cái điều trị một cách hiệu quả. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì với cái sự phát triển của các thuốc sinh học, giả sử như là các thuốc rituximab, omalizumab hay secukinumab, thì chúng tôi sẽ đã lựa chọn điều trị bằng omalizumab. Đấy là một cái lựa chọn điều trị đối kháng trực tiếp với IgE bẩm với immunoglobulin E, bằng hai cái phương pháp là chúng nó gắn trực tiếp ức chế cái sự gắn của immunoglobulin E vào tế bào mast, và đồng thời là ức chế luôn cả cái thụ thể của IgE ở trên bề mặt tế bào mast. Và cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân này rất là ngoạn mục, thì sau một tuần điều trị thì cái IgE của bệnh nhân là từ 16.000 đã giảm xuống còn có 5.000, và cái thang điểm đánh giá cái chất lượng cuộc sống của da liễu của bệnh nhân, tức là thang điểm SCORAD cũng như là thang điểm DRQI của bệnh nhân đã rất là ngoạn mục. Đây là hình ảnh của bệnh nhân sau 2 tuần điều trị, và bây giờ là bệnh nhân đã qua 2 tháng điều trị rồi thì sẽ không có những cái nhiễm trùng tái đi tái lại nữa. Nhưng mà tất nhiên chúng tôi sẽ vẫn phải có những cái theo dõi thêm, theo dõi từ 6 tháng đến 1 năm để đánh giá xem là bệnh nhân có còn có những cái đợt tái phát của cái nhiễm trùng hô hấp không. Quan trọng nhất là bệnh nhân này thường là không sống đến 30 tuổi vì những cái nhiễm trùng hô hấp rất là nặng, vì những cái nhiễm trùng da rất là nặng, cho nên chúng tôi sẽ phải theo dõi từ 1 năm đến 2 năm để xem là bệnh nhân có còn những cái nhiễm trùng nặng hay không. Và đây là một cái trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng IgE bẩm sinh mà được phát hiện mang đột biến gen trên thụ thể interleukin 4, và bệnh nhân được chẩn đoán xác định dựa trên đánh giá lâm sàng và kết quả xét nghiệm di truyền là giải trình tự toàn bộ hệ gen, và bệnh nhân đã được điều trị thử nghiệm bằng omalizumab với đáp ứng ban đầu rất là khả quan, và chúng tôi sẽ theo dõi tiếp tục bệnh nhân từ 6 tháng đến 1 năm và có thể kỳ vọng có thể công bố trường hợp ca bệnh này. Chúng tôi xin cảm ơn.